Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 6 trên hải trình Đông Nam Á, tàu biển cao cấp Resort World One đưa hơn 2.000 du khách quốc tế tới Côn Đảo. Tàu Resort World One có trọng tải 75.338 tấn, chiều dài 268m, rộng 32m, cao 13 tầng, có 928 phòng ngủ, 17 nhà hàng ẩm thực và đầy đủ dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao, sức khỏe, văn hóa phục vụ du khách. Tàu Resort World One khởi hành từ Singapore vào ngày 30 tháng 5, cập cảng Cái Mép Thị Vải ngày 1 tháng 6 để du khách tham quan Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa hơn 2.000 du khách đến tham quan huyện Côn Đảo. Đây là lần đầu tiên tôi đến Côn Đảo. Con người thân thiện, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thích thú. Tại Côn Đảo, du khách được hướng dẫn tham quan các điểm du lịch sinh thái và lịch sử nổi tiếng như Bảo tàng Côn Đảo, Trại Phú Tường, Trại Phú Sơn, Nhà Chúa Đảo, Chợ Côn Đảo. Đặc biệt, khi tham gia Vườn Quốc gia Côn Đảo, du khách được trekking khám phá rừng nguyên sinh, hòn Bảy Cạnh, hòn Cao, tham quan khu ấp trứng rùa biển, khu rừng ngập mặn và lặn ngắm san hô, chèo thuyền kayak. Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam và tới Côn Đảo bằng tàu. Tôi có trải nghiệm tuyệt vời vì có thể vui chơi trên tàu và các hoạt động giải trí. Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Côn Đảo đã đón 396.350 lượt khách du lịch, trong đó có 14.760 lượt khách quốc tế, đạt 67,6% kế hoạch năm. Tàu Resort World One cũng là tàu khách quốc tế thứ hai đưa du khách đến tham quan Côn Đảo kể từ đầu năm đến nay. Điều đó cho thấy tiềm năng rất lớn của huyện Côn Đảo nói riêng và của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung trong việc đón khách quốc tế bằng tàu biển. Năm 1999, chúng tôi đã đưa tàu đến tham quan Côn Đảo hàng tuần. Và 25 năm sau, tức là hôm nay, chúng tôi lại đưa tàu đến với lại Côn Đảo, một hòn đảo rất đẹp mà của Việt Nam, còn rất là hoang sơ. Và hy vọng rằng là sau chuyến dịp này chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá cái địa danh của Côn Đảo đến lại bạn bè của thế giới, đặc biệt là du khách tàu biển. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu định hướng phát triển Côn Đảo thành khu du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Khách đi tàu biển nằm trong phân khúc hạng sang, phù hợp với chiến lược phát triển du lịch Côn Đảo. Đây là một cơ hội quảng bá rất là tốt, cơ hội rất là tốt đối với việc quảng bá du lịch Côn Đảo. Và trong cái định hướng phát triển du lịch Côn Đảo thì cái tiêu chí mà để đón khách chất lượng cao và đặc biệt là khách quốc tế là một trong những tiêu chí quan trọng mà ngành du lịch Côn Đảo phấn đấu đạt được. Và đây là tôi nghĩ rằng là một cơ hội rất tốt để thực hiện được cái điều này. Tàu Resort World One lưu lại Côn Đảo khoảng 10 tiếng để du khách tham quan. Đến khoảng 16 giờ chiều nay, tàu rời Côn Đảo tiếp tục hải trình đến Malaysia ngày 3 tháng 6 và trở về Singapore một ngày sau đó.